Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, website hungyentv.vn. Thưa quý vị, trên cơ sở truyền thống cách mạng và tình cảm đặc biệt gắn bó giữa tỉnh Nghệ An, quê hương của Bác Hồ và tỉnh Hưng Yên, quê hương thân mẫu của Bác, chiều qua tại trụ sở tỉnh ủy Hưng Yên, Ban Thường vụ tỉnh ủy hai tỉnh Hưng Yên và Nghệ An tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm, ký kết chương trình hợp tác phát triển giữa hai địa phương. Thay mặt Ban Thường vụ tỉnh ủy hai tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa và Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác phát triển giữa hai tỉnh giai đoạn 2023-2025 gồm 5 nội dung theo nguyên tắc tương trợ lẫn nhau trên cơ sở khai thác, phát huy tiềm năng lợi thế của mỗi địa phương và trên tinh thần tự nguyện. Hình thức hợp tác gồm tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm và cử đoàn công tác học tập chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trên các lĩnh vực, đồng thời tổ chức các hội nghị, hội chợ xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư giữa hai tỉnh. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ giao là 12.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 18 tháng 3, toàn tỉnh giải ngân được trên 730 tỷ đồng, đạt 6,1% so với kế hoạch giao, thấp hơn trung bình chung của cả nước và cùng kỳ năm ngoái của tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy yêu cầu các sở ban ngành và các địa phương tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, tăng cường phối hợp giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm, hạn chế tối đa việc điều chỉnh phương án đã được phê duyệt, tạo tiền lệ xấu và gây khó khăn trong thực hiện các giai đoạn tiếp theo. Tiếp tục là một thông tin đáng chú ý. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, tại thôn 13, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang đã xảy ra vụ hỏa hoạn. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng tài sản cháy của người dân ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng. Theo đó, đám cháy được phát hiện tại quán cơm Huynh Đệ, xã Nghĩa Trụ, sau đó lan sang hộ gia đình ông Ngô Quang Nguyên và quán sửa chữa điện thoại Toàn Anh bên cạnh. Thời điểm xảy ra vụ cháy, quán cơm đang đóng cửa và không có khách. Hậu quả, toàn bộ tài sản trong quán cơm bị thiêu rụi hoàn toàn. Hai căn hộ bên cạnh bị thiệt hại nhiều tài sản như TV, điều hòa, máy tính cùng nhiều thiết bị khác. Đến khoảng 11 giờ trưa nay, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can trong quá trình điều tra mở rộng vụ án giả mạo trong công tác và nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8902S và 8905D. Đó là các bị can Nguyễn Trung Hiếu, phó giám đốc trạm 8905D, nguyên là đăng kiểm viên bậc cao trạm 8902S, Cao Xuân Sang, đăng kiểm viên bậc cao trạm 8902S. Trước đó, ngày 23 tháng 2 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hưng Yên 8902S có địa chỉ tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên và nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8905D. Có địa chỉ tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can đối với 7 bị can để điều tra. Mới đây, anh Bùi Đăng Suốt, sinh năm 1981, ở thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử, nhặt được một dây chuyền vàng 4 số 9 có mệnh giá lớn đã trả lại người đánh mất. Cụ thể, chiếc dây chuyền anh Suốt nhặt được có trọng lượng gần 2 cây vàng, trị giá trên 100 triệu đồng. Sau khi đã xác minh kỹ lưỡng và chính xác, anh đã trả lại chiếc dây chuyền cho chị Phạm Thị Ngoan ở thành phố Hải Dương. Việc nhặt được của rơi trả người đánh mất của anh Bùi Đăng Suốt xuất phát từ sự tử tế, phẩm chất tốt đẹp cần được lan tỏa trong cộng đồng. Chiều qua, tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, câu lạc bộ bóng đá PVF Công an Nhân dân tổ chức lễ xuất quân tham dự mùa giải hạng nhất quốc gia năm 2023. Câu lạc bộ bóng đá PVF Công an Nhân dân, tiền thân là câu lạc bộ Phố Hiến, được thành lập từ tháng 4 năm 2018. Năm 2022, câu lạc bộ kết thúc mùa giải với vị trí lọt top 5 giải hạng nhất quốc gia. Những cái tên đáng chú ý của đội có thể kể đến là Huỳnh Công Đến, Võ Nguyên Hoàng, Trần Ngọc Sơn, Đào Văn Trưởng, Võ Anh Quân, Nguyễn Thanh Nhàn đã có đóng góp cho màu áo của đội tuyển quốc gia như U19 Việt Nam, U20 Việt Nam. Với sức trẻ và khát khao chiến thắng và lối chơi stretching liên tục, đòi hỏi sự mạo hiểm, quyết đoán của cầu thủ, mùa giải 2023 hứa hẹn sẽ là năm thi đấu bùng nổ của câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 31 tháng 3 là hạn cuối cùng để người dân thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao. Từ ngày mai, các SIM có thông tin không chính xác sẽ bị dừng hoạt động theo yêu cầu của Cục Viễn thông.
Theo đó, từ ngày mai, các nhà mạng bắt đầu khóa một chiều với những thuê bao có thông tin không trùng khớp với thông tin đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đó sẽ khóa thông tin hai chiều và sau 2 tháng sẽ chấm dứt hợp đồng nếu chủ thuê bao không đăng ký chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định. Theo Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện mới chỉ có khoảng 2 triệu thuê bao đã chuẩn hóa thông tin. Số thuê bao đã chuẩn hóa thông tin hiện mới chỉ chiếm một nửa trên tổng số thuê bao cần chuẩn hóa. Những khách hàng chưa chuẩn hóa thông tin trong ngày hôm nay cần nhanh chóng ra ngay các điểm giao dịch gần nhất của nhà mạng để thực hiện chuẩn hóa. Chấm dứt tình trạng người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư y tế ngoài bệnh viện. Đây là lưu ý của Bộ Y tế tại công văn ban hành ngày hôm qua 30 tháng 3. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện và cơ sở y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế cho người bệnh. Tiếp tục rà soát các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 30 và Nghị định số 07/2013. Báo cáo về Bộ Y tế để kịp thời giải quyết. Những đơn vị có khó khăn vướng mắc phải công khai minh bạch với người bệnh, không để còn tình trạng người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư y tế ngoài bệnh viện. Sở Y tế Hà Nội cho biết đã xác định được nguyên nhân dẫn đến ngộ độc của nhiều học sinh tại trường tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội sau khi đi tham quan. Theo Sở Y tế Hà Nội, sau khi xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của học sinh, nguyên nhân là do nhiễm khuẩn tụ cầu vàng trong thực phẩm. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu quận Thanh Xuân phối hợp với trường tiểu học Kim Giang và công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh tạm dừng bếp ăn, ra soát lại quy trình chế biến và vận chuyển thực phẩm. Tính đến nay, đã có 72 cháu phải nhập viện cấp cứu. Hiện còn 4 cháu vẫn đang tiếp tục theo dõi tại bệnh viện do chỉ số bạch cầu ở mức cao. Liên quan vụ 4 biển số siêu đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, xác minh quy trình bấm biển số. Cụ thể, ngay sau khi nhận được thông tin, trong tối ngày 29 tháng 3, Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập đoàn kiểm tra xuống xã để xác minh, niêm phong hồ sơ, máy móc, làm rõ, xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Trước đó, mạng xã hội xôn xao về việc sáng 29 tháng 3, tại trụ sở công an xã Sông Nhạn, có hai người dân mang 4 xe máy đến bấm biển số xe siêu đẹp. Cụ thể, người đàn ông đến bấm số lấy biển kiểm soát cho xe máy Suzuki được biển số 88889 và xe SH được biển số 88886. Cùng ngày, người vợ cũng đến bấm số lấy biển kiểm soát cho hai xe máy lần lượt được biển số 88888 và 88868. Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày 30 tháng 3, các nhà đàm phán của Liên minh châu Âu EU đã đạt được thỏa thuận chính trị đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn để mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo đến năm 2030. Theo thỏa thuận này, các nước EU và Nghị viện châu Âu EP nhất trí đến năm 2030, khối sẽ đạt mục tiêu 42,5% năng lượng từ các nguồn tái tạo như gió và mặt trời. Thỏa thuận này phải được EP và các nước thành viên của EU thông qua trước khi được ban hành thành luật. Luật mới cũng sẽ thay thế mục tiêu hiện tại của EU là đến năm 2030 sẽ có 32% năng lượng sử dụng từ các nguồn tái tạo. Việc nhanh chóng chuyển đổi sang năng lượng tái tạo có vai trò quan trọng nếu EU muốn đạt được các mục tiêu chống biến đổi khí hậu, trong đó có mục tiêu đã được luật hóa là giảm mức phát thải ròng gây hiệu ứng nhà kính 55% vào năm 2030 so với mức ghi nhận năm 1990. Trước tình hình giá cả sinh hoạt tăng cao, chính phủ Hàn Quốc đang triển khai chính sách cung cấp bữa sáng giá rẻ cho sinh viên các trường đại học. Theo đó, bữa sáng được phục vụ cho sinh viên các trường đại học với giá chỉ 1.000 won, tương đương khoảng 20.000 đồng. Chính phủ trợ cấp tiền ăn trong khi các trường đại học thanh toán chi phí còn lại. Bữa ăn giá rẻ bao gồm cơm, súp và một số món ăn phụ. Chính sách cung cấp bữa sáng giá 1.000 won đang được sinh viên hầu hết các trường đại học ở Hàn Quốc đánh giá cao và nhu cầu bữa ăn có giá phải chăng đang tăng lên hơn bao giờ hết. Hiện tại, 690.000 sinh viên của 41 trường đại học tại Hàn Quốc đang được hưởng lợi từ chính sách. Thời gian tới, chính phủ sẽ tăng ngân sách cho chương trình và số người được hưởng lợi sẽ tăng lên 1,5 triệu sinh viên. Hãng viễn thông Phần Lan Nokia cho biết đang chuẩn bị ra mắt mạng di động 4G trên mặt trăng, một bước tiến nữa cho sự hiện diện của con người trên vệ tinh tự nhiên của trái đất. Thông báo mới của Nokia cho hay hãng sẽ sử dụng tên lửa của hãng SpaceX để đưa hệ thống mạng của tàu đổ bộ lên mặt trăng. Trạm cơ sở trong tàu đổ bộ sẽ là nguồn cung cấp năng lượng cho hệ thống mạng của Nokia. Phía Nokia cho hay, hệ thống mạng này sẽ cho phép phi hành gia trao đổi với nhau, thực hiện nhiệm vụ điều khiển và truyền trực tiếp video về trái đất. Đưa mạng Internet lên mặt trăng là một bước đi tiếp theo cho viễn cảnh con người có thể thám hiểm hoặc thậm chí sinh sống. Hiện nay, hãng kỹ thuật Rolls-Royce cũng đang có kế hoạch xây dựng một lò phản ứng hạt nhân để cung cấp năng lượng cho cư dân hoặc nhà thám hiểm ở trên mặt trăng.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.